Trong cuộc sống gấp gáp ở thành phố, nhiều người trẻ đang tìm đến với âm nhạc như cách để tiếp thêm năng lượng tích cực cho cuộc sống, và chơi guitar phủi là một sự lựa chọn như thế. Đã vài năm nay, nhịp sinh hoạt của Quang Minh và Tiến Mạnh thay đổi nhiều hơn khi biết đến cây đàn guitar. Sau khi kết thúc những giờ học trên giảng đường là thời gian họ dành cho âm nhạc. Bởi vì là em cũng không phải là một người quá là hướng ngoại, em khá là kiểu nhát và ít nói. Nên là khoảng thời gian trước lúc biết guitar là em chỉ có học và đọc sách thôi. Với em thì nghệ thuật nó là một công cụ, một phương tiện để em kết nối với những người khác. Thường thì em đi đánh với anh em, các bạn ở trong câu lạc bộ của em. Kiểu em cũng không phải là người có hoạt ngôn, cũng không phải quá là có ngoại hình. Việc biết chơi xe đàn thực sự là một điểm cộng của em đối với các bạn nữ, đối với bạn gái của em bây giờ. Đấy, đây rồi. Đẹp, đẹp ngay luôn. À, intro đúng không? Em chơi guitar từ năm lớp 12. Trên mạng có nhiều cái video mà cả lớp cùng có một người biết đàn và hát cùng nhau. Thế là em muốn mua cây đàn để về tập, để xây dựng thêm cuộc sống học đường mình sẽ vui vẻ hơn, sống động hơn tí. Tại vì rất là guitar có thể có tính cơ động cao. Thay vì mình ngồi cầm mua một cái piano về nhà rất là nặng, đắt tiền, thì mình có thể tầm 2 triệu, 3 triệu mình có thể có một cây guitar rồi. Mình có thể đeo trên đàn, đeo người kém vào đàn, mình đeo sau lưng, mình đi nhiều nơi. Lý do đơn giản nhất là tại vì không gian không bị là không gây tiếng ồn mọi người xung quanh. Khi mình ở trong lớp học hay là ở nhà đấy thì nó chỉ bao quanh bốn bức tường thôi, mình sẽ cảm giác bị thu hẹp lại. Nhưng mà khi em nhìn ở ngoài ấy, không gian cảm giác rộng rãi hơn, tiếng đàn của em cũng kiểu nó vang đi xa hơn các mọi người. Khi mà em ngồi đây có không gian một chút xe lạnh, theo chân mưa này, xe cộ tắc đường ấy, mình được thư giãn, mình được chậm lại bằng chính âm thanh mình tạo lên. Nghe nó tương tự mà nó dễ đánh ấy nhỉ. Với Bùi Nam Khánh, ngoài công việc chính là giáo viên dạy nhạc thì những lúc rảnh rỗi anh lại dành thời gian dạy guitar cho nhiều người bạn của mình. Đâu Trần đâu nhỉ? À, đây rồi. Cứ chắc cái tay rồi thì bạn tập lead cũng dễ. Tay bạn tôi thì tay bạn tập lead được, bạn tập một finger thôi. Chào anh, chào mọi người. Một đĩa xay là từ đánh như đi cà phê. Đây, em đánh được một đĩa xay rồi đấy, anh xem không? Có chuyện hôm nay luôn nói về và người muốn chìm vào vài cuộc vui. Thực sự thì em đến với bộ môn guitar này chắc là từ cũng khá lâu rồi, chắc là từ đầu cấp 3 rồi ạ. Và thì hàng ngày thì em có công việc và có việc học nữa. Thế là em không thể dành quá nhiều thời gian cho guitar được. Thường chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong buổi tối hoặc là những ngày cuối tuần ngồi cùng bạn bè ạ. Bọn em cũng chỉ chơi guitar phủi phủi với nhau, tập với nhau để xây dựng lên một cộng đồng những người yêu thích âm nhạc. Mọi người chơi với nhau, đàn hát cho nhau nghe và tập luyện thêm thôi ạ. Hôm nay mình tập điệu folk nhé. Folk ạ? Ok. Tôi thấy điệu này đơn giản. Nó chỉ có cái khó, cái duy nhất của nó là đảo bát thôi. Đầu tiên là đô này,
Nó sẽ là bùm chát bùm chát bùm chát là bay xong nó hai dây dưới hả? Đúng rồi. Ok. Bay ba dây dưới. Lại đảo bay một lần nữa, mình sẽ đảo bay khác nhá. Đảo bay dây thứ tư đúng đảo, không? Đúng rồi, mình sẽ đảo bay nhá. Thường thì cuối tuần em sẽ có cùng một vài bạn kiếm một quán cà phê nào đó, sau đó thì bọn em sẽ ngồi và chơi cùng nhau, sẽ nói với nhau về những việc như là bạn đang gặp lỗi ở đâu đó, hoặc là chơi cái này như thế nào, chơi cái kia như thế nào. Như bản thân em thì chuyên môn của em lại không phải là nhạc cụ. Vậy nên là thời gian đầu mục đích của em tập guitar đó là để em có thể tự đàn tự hát khi mà không có ai hỗ trợ. Sau đó thì mọi người cũng sẽ có những bạn xung quanh em cũng sẽ lại có nhiều người muốn tập guitar để có thể ví dụ một bài đâu đó vừa mới ra thì bọn em có thể đánh với nhau, vừa đánh vừa hát cho nhau nghe một bài mới chẳng hạn. Em cắt đi cả bóng hình em đang ghi bên mình đây là đó, nói như vậy à. Thì những người tìm đến em thì cũng có đủ hết mà, có thể có cả người đi làm này, có cả sinh viên này, thậm chí em thấy có một vài người còn đến chỉ đèo đúng một bài. Em hỏi để làm gì thì bãi bảo là để tại crush của bãi thích bài đấy nên bãi muốn học bài đấy. Một hôm mà một lớp trại của chị em, thế là em được đi ké. Thế là hôm đấy tự nhiên mọi người đang rất là trầm lắng nhá. Tự nhiên có một ông vác cây guitar ra, ông bảo hát đi. Thế là mọi người sum vào. Thế là không khí được đẩy lên rất là cao. Em thấy khá là vui. Thế là em về nhà em bảo hay là mình đánh guitar nhỉ? Kiểu mình có thể kéo không khí lên rất là cao ấy. Thế là em về em mày mò em học guitar. Mục đích của em là tạo niềm vui cho bản thân, cũng là tạo vui cho mọi người. Cô đơn trên con đường dài, em lang thang bước đi mệt mài, em tìm lại những kỷ niệm đã phai. Người ta đã hứa sẽ luôn bên em mỗi sớm mai, người ta đã hứa sẽ luôn bên em cùng đôi thay. Mãi mãi đến thành đường phố lớp cô đơn vắng bóng ai. Của yêu đậm số là sai, đi biệt để lang dài no no. Sau những giờ học căng thẳng, mình muốn kéo cái mood mình lên, mình sẽ đánh những điệu mà tương tự kiểu. Đó, còn lúc sâu lắng thì mình sẽ đánh những điệu ballad buồn chẳng hạn. Đó, thì những áp lực trong cuộc sống mình cảm thấy được nhẹ bớt đi ạ. Thì có buổi giao lưu đấy. Ở công viên Thống Nhất. Giờ mình di chuyển lại mọi người thôi. Như đã hẹn, hôm nay nhóm của Nam Khánh và Quang Minh có buổi giao lưu giữa các thành viên chơi guitar phủi tại công viên Thống Nhất Hà Nội. Hello bro. Hello bro. Hello bro. Hello bro. Thực ra thì em được tiếp xúc âm nhạc khá là sớm. Tại vì trong nhà em cũng thực ra thì cũng có người kiểu làm bên mảng âm nhạc ấy. Xong rồi là em học với mọi người xung quanh, kiểu mọi người đều đam mê âm nhạc ấy, nên là em biết đến âm nhạc của em nghe. Với là em cũng nghe thêm một cái là âm nhạc chữa lành tâm hồn mình mà. Cái âm thanh của guitar đối với bọn em thì đối với hầu hết đàn ông bọn em thì nó khá là mộc mạc, nó khá là chân thật ấy. Kiểu nó mình nghe mình cảm thấy mình sống đúng với cái bản chất của mình ấy. Đấy, kiểu nó phong trần này. Mặt đất bao la anh em ra về, gặp nhau mừng như áo cát quay cuồng chơi rồng. Đấy ta lắm, nỗi chọn một vòng Việt Nam. Em hay chọn cái địa điểm là công viên và phố đi bộ để tập, để hát, để diễn. Thì thứ nhất là nó thoáng thì cái suy nghĩ của mình, cái lời của mình nó cũng sẽ bay bổng hơn ấy. Và một cái nữa là kiểu mình được đứng, mình được diễn trước mặt mọi người ấy. Cái cảm giác đấy nó rất là kiểu robot luôn. Thi thoảng bọn em tập ở đây xong rồi là có nhiều người đi qua ấy, có các cô chú ấy đi, các chú đi qua thì bọn em kiểu hưởng ứng bọn mình ấy, kiểu hát cùng với bọn em luôn.
kiểu nó trở thành cái, nó giúp cho cái cảm xúc của mình nó thăng hơn, nó đánh đàn kiểu hay hơn ấy, kiểu nó hát cũng sung hơn. Khi mà mình nghe thấy tiếng đàn nhạc của bạn đánh, các bạn chơi nhạc như này thì tôi có liên tưởng lại tới những ngày thời gian xưa, xa xưa, thời tôi còn trẻ, vì mà cái thời tôi cũng chưa bị tai biến như thế này. Đấy, thì phải nói là cái không khí của các bạn tập rất là vui. Guitar phủi thì em nhìn thấy ở trên đường phố khá là nhiều, kiểu bây giờ các bạn trẻ khá năng động ý. Thì em thấy là chỉ cần có một cái góc kiểu sân nhỏ ấy là các bạn có thể lấy đàn ra hát, thấy kiểu nó vui mà nó giải trí, nó được xả stress sau các cái giờ làm việc với cả học tập ấy ạ. Khi mà gặp những cái nhóm như thế thì bản thân em cũng kiểu như là bị hút vào ấy ạ, thì cảm thấy rất là hấp dẫn, muốn đứng lại xem cùng các bạn, rồi là hát theo, rồi đung đưa theo nhịp nhạc, nó rất là đúng với tâm trạng của mình. Bay đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát, vui này thôi ai biết mai sau. Mộc mạc, giản dị, dễ kết nối, guitar phủi đang khiến cho cuộc sống của nhiều người trẻ ở Hà Nội trở nên thi vị và ý nghĩa. Anh ơi hãy về rồi, em ơi hãy về. Đông qua lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhè. Anh cởi bộ com lê, em tháo khăn quàng cổ. Anh tạm dỡ bàn làm việc cùng em xuống phố đón một phương nợ nè. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi trễ lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể dễ hụt hơi. Thực ra guitar mang lại rất nhiều thứ cho em. Có thể đầu tiên nó chính là tính kiên nhẫn. Sau đó thì có thể giúp em xả stress sau một ngày học và làm việc căng thẳng. Cũng có thể giúp em kết nối được. Nó còn có thể giúp em kết nối với nhiều người.